Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cửa hàng Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn hai loại chậu lavabo đá thương hiệu Canly MAR122V, được làm từ đá basalt Việt Nam, có kích thước trong lòng chậu khoảng 320 mm, đường kính phủ bì khoảng 400 x 120 mm. Chậu có màu đen nguyên thủy, trên mặt chậu có những cái vân sáng của đá. Những đường vân này sẽ khác nhau giữa các chậu. Chậu thứ hai là chậu ONY129Y. Đây là chậu đá onyx tự nhiên, có trọng lượng khoảng 20 kg, kích thước khoảng 400 x 120 mm. Loại đá tự nhiên này có sự kết hợp giữa các lớp màu vàng nâu caramel cùng những đường vân trắng đan xen, tạo nên nét đặc trưng riêng biệt. Hai loại chậu này chưa bao gồm chặn xả và các đường vân cũng sẽ khác nhau giữa các chậu. Mẫu này đang được cung cấp bởi đại lý Canly Tuấn Đức chúng tôi. Quý khách có thể liên hệ số điện thoại hoặc truy cập vào website để biết thêm nhiều thông tin. Xin cảm ơn.